tất cả quý khán giả của Lê Quang. Một ngày vừa qua thì Lê Quang ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để tham dự cái festival cà phê. Và như thường lệ thì sáng nay Lê Quang sẽ có một cái chuyến dạo phố để chúng ta xem thử là Đắk Lắk trong giai đoạn này như thế nào quý vị nhá. Chúng ta đã đi Đà Nẵng, Quảng Bình, Huế và các thành phố mà Lê Quang đã đi qua và bằng xe máy, và hôm nay thì cũng vậy. Bắt đầu chúng ta sẽ là tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trục đường chính của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ở đây gần như là tập trung tất cả những cái cơ quan ban ngành, rồi là những cái ngân hàng, bảo hiểm, vân vân. Và trong cái thời điểm này, thời điểm mà lễ hội festival cà phê đang diễn ra với sự trang trí đẹp, thì quý vị có thể thấy là Đắk Lắk nhìn rất là sạch sẽ, khang trang. Nhà chúng ta đang chạy qua cái khu vực trưng bày bonsai cây cảnh khung mà Lê Quang đã có dịp giới thiệu cùng quý vị. Có đến 18 hoạt động diễn ra trong cái khuôn khổ của lễ hội lần này. Và Lê Quang cũng chỉ có thể ghi nhận một số trong đó mà thôi, bởi vì hoạt động thì diễn ra dày đặc. Hơn nữa thì mình cũng không có điều kiện để đi hết. Có những hoạt động thì diễn ra ở cái vị trí cũng xa. Và hôm nay, trong ngày cuối cùng Lê Quang lưu lại tại Đắk Lắk, thì Lê Quang sẽ dùng xe máy để chúng ta có thể đi dạo được nhiều hơn. Ta xem thử là Đắk Lắk bây giờ phát triển như thế nào. Buôn Ma Thuột là cái thành phố lớn nhất của Tây Nguyên, gọi là thủ phủ Tây Nguyên. Đây là những cái quảng cáo bằng đèn LED cũng vừa mới được lắp đặt, Lê Quang nghĩ là cũng mới lắp đặt trước cái thời điểm mà festival không lâu. Đây là siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Đường ở đây là cái đường này 6 làn xe. Vỉa hè rất là rộng. Vỉa hè thì nói chung là cũng không được đẹp như Huế. Thật ra thì nhiều bạn bảo là tại sao Lê Quang hay so sánh với Huế, bởi vì mình cũng là một cái người làm video nội dung ở Huế là phần lớn. Cho nên đi đâu thì mình cũng có một cái nhìn hơi so sánh một tí. Thật ra so sánh thôi, chứ Lê Quang cũng không muốn là mình nói là ai hơn ai thua. Đó. Cái vỉa hè ở đây thì nó rất là rộng. Vỉa hè đến cả 8-9 mét quý vị. Vỉa hè thế này cho nên là những cái ngày mà ngày diễn ra lễ hội á, thì bạn mọi người có thể để xe, để đến 3 lối xe luôn quý vị. Xe máy đấy, thậm chí ô tô cũng có thể leo lên vỉa hè. Điều mà ở Huế thì không được phép. Và không thể luôn, bởi vì cái vỉa hè ở Huế thường rộng 4 đến 5 mét thôi là cùng. Còn đây là gấp đôi. Nó rộng như thế này cho nên là chúng ta có thể là bỏ xe máy cũng rất là thuận tiện. Bên này là trụ sở công an tỉnh này, Đắk Lắk. Còn đây là cái khu vực quảng trường. Đây. Quảng trường trung tâm. Quảng trường 10 tháng 3. Ghi nhận cái ngày giải phóng Buôn Ma Thuột. Cái chỗ này là lễ hội ánh sáng. Lễ hội ánh sáng cũng rất là hoành tráng. Rất tiếc là Lê Quang lại không đến vào cái thời điểm đó để ghi nhận cùng quý vị. Đây, cái biển, cái pano hoa, cái sân khấu của lễ hội năm nay thì Lê Quang thấy rất là lớn. Nó trải dài trên cả một cái chiều ngang của cái quảng trường luôn, và có rất là nhiều màn hình LED, các thiết trí cũng rất là độc đáo. Quý vị xem ở trên kênh thì sẽ thấy là cái đêm mà khai mạc đấy thật sự là ấn tượng đấy quý vị. Đây, Sài Gòn Band.
các cái pano được gắn ở trên các trục đường rất là nhiều, dày đặc luôn quý vị. Tuyến đường mà chúng ta đang đi đây rộng rãi thế này đây, nhưng mà đến cái thời điểm mà diễn ra lễ hội, tức là nhất là cái thời điểm cao điểm đấy, vào khoảng từ 7 giờ tối trở đi, thì những tuyến đường thế này là coi như là kẹt cứng luôn, gọi là thất thủ luôn quý vị. Bên này là của bộ chỉ huy quân sự, à, bán chỉ huy quân sự tỉnh của Buôn Ma Thuột. Ở Buôn Ma Thuột có rất là nhiều siêu xe. Trong lễ hội vừa qua thì Lê Quang thấy đến siêu xe, 17 chiếc siêu xe của Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong đó có những chiếc Mercedes G63. Đó, đây công viên của mình này. Công viên Buôn Ma Thuột. Cái công viên này hình như cũng mới được chỉnh trang gần đây thôi. Cây cối vẫn chưa lên tươi tốt lắm. Mà chúng ta đang đi đây là đi về phía trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột. Cái tuyến đường này thì là cái tuyến đường trục trung tâm. Hầu như tất cả xe cộ, tiểu xe buýt cái gì nó cũng chạy qua tuyến đường này cả. Tuyến đường này cũng là tuyến đường tổ chức cái chương trình lễ hội đường phố. Rất là ấn tượng. Với một tuyến đường dài đến 3 km thế này là người dân đứng về, du khách đứng chật cứng luôn. Tổng số lượng mà người tham gia thì đến cả, nếu như mà tính ra thì cả hàng trăm ngàn người quý vị, chứ không phải ít đâu, kể cả du khách nữa. Chúng ta chỉ chạy qua một số những tuyến đường chính thôi, bởi vì chắc chắn rằng là không thể đi hết được. Bởi vì cũng giống như Huế thôi, Đắk Lắk cũng là một thành phố lớn của Tây Nguyên, rộng, và hơn nữa Lê Quang cũng không rành lắm. Đây là tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột. Tượng đài nằm ở khu vực trung tâm ngã 6. Du khách đến đây thì thường đến đây chụp ảnh này. Có một chiếc xe tăng ở đây, vì nhìn thấy không? Rất là đẹp. Có cái đài phun nước ở đây nữa. Ta thấy các cái biển quảng cáo thì có hình ảnh của hầu Henrié, top 5 hầu hoàng phủ Việt Nam. Hầu Henrié là người dân tộc và cô có một vẻ đẹp, nói là cái đậm chất Latin của vị, rất là mạnh mẽ. Và cô đã đạt một trong top 5 hầu hoàng phủ của thế giới. Vừa rồi thì Lê Quang đi tham dự một số chương trình lễ hội thì có gặp Henrié, thậm chí là chụp hình luôn với hầu nữa. Hầu Henrié rất là thân thiện. Ngoài hình ảnh của hầu Henrié nổi bật ở các cái pano, chúng ta thấy là các thương hiệu tài trợ rất là lớn, nhiều. Thấy những cái thương hiệu tài trợ cho cái các cái lễ hội, các chương trình là rất nhiều luôn. Nghe nói là số tiền tài trợ rất là lớn, thậm chí lớn hơn cả Festival Huế nữa. Mặc dù Festival Huế là Festival hướng đến một thành phố Festival mang tầm quốc tế, nhưng mà thật sự là cái nguồn lực, cái tài trợ thì không lớn bằng. Đó, chúng ta thấy VNPT của Đắk Lắk. Tất nhiên nhiều tiền chưa chắc nó đã đem đến những chương trình đặc sắc, chưa chắc đâu quý vị. Nhưng mà ít tiền thì rất là khó. Ít tiền thì khó để có một chương trình chất lượng, nhất là mời những ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng. À, đây hình như là cái phố đi bộ của mình. Phố đi bộ này là Phan Đình Giót quý vị. Ồ, đất đông luôn, chụp ảnh. Đó là phố đi bộ và không được phép xe đi xe máy vào. Đó là phố đi bộ Phan Đình Giót. Trong này là công viên.
Và chúng ta đi như thế này thì đang trên đường đến một lễ hội cà phê, đã đến với cái bảo tàng cà phê rất là nổi tiếng. Chắc chắn là các con sẽ vào bảo tàng này để ghi nhận những hình ảnh trong một công viên bảo tàng, quý vị. Cây cối của thành phố Buôn Ma Thuột cũng rất là xanh tươi. Cây cối nó lớn hơn ở Huế. Đó, xanh, cũng xanh rất là đẹp đó quý vị này. Sạch sẽ, vỉa hè rộng rãi. Đây là Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk. Đó, đây một cái vòng xuyến. Đấy. Sáng nay thời tiết cũng tương đối đẹp. Sáng thì thấy có cái tình trạng mưa nhỏ nhỏ, nhưng mà bây giờ thì thời tiết lại rất là chiều lòng người trong một chuyến đi hôm nay. Triển lãm Tranh Thiếu Nhi Hạnh Phúc Quê Em, nhiều cuộc triển lãm như thế này được diễn ra. Festival Buôn Ma Thuột, cà phê Buôn Ma Thuột thì 2 năm diễn ra một lần. Và đến cái thời điểm này thì 4 năm mới trở lại do tình hình dịch bệnh Covid-19. Hôm qua Lê Quang cũng trải nghiệm đi xe buýt Đắk Lắk thì thấy là cũng rất là ổn, chạy cũng đúng giờ quy định. Chúng ta có thể đi xe buýt lên Buôn Đôn thăm cầu treo, đi thời gian đi thì khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, đi thì lâu hơn, đi thì khoảng 1 tiếng rưỡi, về thì khoảng hơn 1 tiếng thôi. Và thì giá vé thì khoảng 35.000 đồng là từ trung tâm chúng ta lên Buôn Đôn, quý vị. Để con đã tham dự hồi voi hết sức thú vị luôn. Quý vị nếu như muốn cùng trải nghiệm thì có thể đăng ký hoặc là theo dõi cái video này. Đây, phố đi bộ Phan Đình Giót, phố đi bộ này cũng giống như là cái phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đó, quý vị. Ở bên bờ sông Hương. Đó, thì bây giờ người ta cấm đường trong cái thời điểm diễn ra lễ hội. Đây, bên đây là cái bảo tàng Đắk Lắk. Đây là bảo tàng Đắk Lắk quý vị nhá. Còn cái bảo tàng cà phê thì nằm ở vị trí khác. Đây, chúng ta chỉ có thể chạy qua một số những tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để quý vị có thể hình dung được là Buôn Ma Thuột bây giờ phát triển thế nào. Rất nhiều quý vị thì cũng đã được từng đến Buôn Ma Thuột, vừa đến hoặc là cũng đến nhiều năm rồi. Đấy, để chúng ta thấy là sau nhiều năm thì Buôn Ma Thuột phát triển thế nào. Giá như cảm nhận của Lê Quang sau khoảng 6-7 năm trở lại và lần thứ hai trở lại thì thấy lần này ngăn nắp chỉnh chu, đẹp hơn. Buôn Ma Thuột bây giờ cũng được xây dựng những cái thương hiệu du lịch rất là hấp dẫn, nhất là du lịch về văn hóa, trở lại những cái trải nghiệm những cái sinh hoạt của đồng bào, có nhiều thác. Chúng ta thấy có cái vườn quốc gia Chóc Đôn nổi tiếng này, Bạc Đôn, trải nghiệm cùng sinh sống với, cùng sinh hoạt với bà con rất là thân thiện. Đó, và cũng bắt đầu việc làm du lịch rồi. Chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột ở đây, khu vực đây chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.
có lẽ chúng ta sẽ rẽ vào khu vực chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột đấy. Đây, chợ nằm ở kết nối hai tuyến đường luôn, có một cái cầu đi qua nữa quý vị. Chắc chắn là nơi đây là nơi kinh doanh buôn bán sầm uất nhất của Buôn Ma Thuột rồi. Đây, chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, các cửa có thể đi qua đi về. Đây cổng cái bàn, cái đường cái bàn. Các cái kiosk nằm ở phía trước chợ. Chợ cũng rất lớn quý vị. Kính thưa tất cả quý khán giả, như vậy là Lê Quang cũng vừa cùng với quý vị khán giả chúng ta chạy một vòng, chúng là cũng không đầy đủ lắm về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhưng mà cũng giúp quý vị hình dung được là Đắk Lắk bây giờ và Buôn Ma Thuột bây giờ như thế nào, hoặc là thủ phủ Tây Nguyên bây giờ như thế nào. Một lần nữa thì Lê Quang cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm theo dõi video cùng Lê Quang ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị trong những video khác trên kênh của Lê Quang Channel. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phố này giống như phố Trần Đào của Huế luôn. Buôn bán rất là sầm uất. Này là phố Yut. Chỗ này là chỗ Hoàng Diệu này, đường Hoàng Diệu.